Mẹ ơi, rồi mẹ dớ rồi nè. Có chuyện gì vậy con? Mừng về nhà đi mẹ. Ủa, sao lại bị dị ứng nhiều thế này? Mình mới về nhà bà ngoại mà con. Mà chắc là da của con mẫn cảm, một chút nữa là đỡ thôi con. Không, con không ở đây nữa đâu, con muốn về nhà. Bé Cúc, đi theo bà đi, bà có thuốc sức vô là hết liền à. Không. Sao lại cúp điện nữa vậy mẹ? Điện thoại con không có chơi được nữa nè. Ở quê như vậy là bình thường đó con. Bé Cúc nè, chơi búp bê của bà đi, đẹp nè con. Con không chơi đâu. Mẹ ơi, không có điện, nóng quá à. Con ngoan chút đi nào. Bé Cúc, con bé nó đi đâu vậy? Con bé lại làm trò đó mẹ. Mẹ cứ kệ nó đi. Cúc à, con có biết bà ngoại là người thương con nhất không? Khi mà con còn nhỏ đó, mẹ không có thời gian chăm sóc con. Bà ngoại toàn phải thức cả đêm để quạt cho con ngủ đó. Hợp khách mẹ. Đúng rồi. Vậy bây giờ con làm bà buồn rồi thì con sẽ làm như thế nào để bà hết buồn? Căng đấy trời. Hai mẹ con đi đâu mà rửa sạch đẹp quá vậy? Ha. Mẹ quên, bữa nay là ngày con phải đưa bé Cúc về trấn học rồi. Không phải mẹ quên đâu ạ. Do bé Cúc bận việc đi học nên con dẫn bé lên sớm, chứ bé cũng muốn ở lại chơi với mẹ đó ạ. Bà ơi, con tặng cho bà cái quạt nè. Từ nay cúp điện bà không còn quạt bằng tay nữa. Bà cảm ơn con nha. Bà ơi, con yêu bà nhất trên đời. Cháu ngoan của bà, nhớ về với bà nha. Mẹ ơi, mỗi tháng ơi, cho con nhờ bà chơi được không? Được con, nhưng mà con phải hứa gì với mẹ này? Con hứa con sẽ nghe lời bà.